Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Sau đây mời quý vị cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa và cả nước trong ngày vừa được chúng tôi cập nhật trên báo Thanh Hóa điện tử. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay mùng 4 tháng 7, nắng nóng tại các khu vực trên cả nước giảm dần. Đáng chú ý, từ chiều tối ngày mùng 2 tháng 7 đến nay, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa trên 80mm. Thượng lưu sông Đà, sông Thao, sông Lô khả năng xuất hiện một đợt nước lên. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Tại khu vực Thanh Hóa, qua theo dõi ảnh mây radar cho thấy, mây đối lưu cũng đang phát triển ở khu vực vùng núi phía Tây. Địa bàn các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lăng Chánh, Thường Xuân, Bá Thước có khả năng xảy ra mưa rào và dông, sau đó có thể lan sang các vùng lân cận. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hôm nay ngày 4 tháng 7 như sau. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C, độ ẩm từ 58 đến 97%. Khu vực Lăng Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C, độ ẩm từ 58 đến 97%. Khu vực Như Xuân, Như Thanh, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C, độ ẩm từ 58 đến 97%. Khu vực Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ C, độ ẩm từ 59 đến 98%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Sương, Nông Cống, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ C, độ ẩm từ 60 đến 98%. Khu vực thị xã Bỉm Sơn, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ C, độ ẩm từ 60 đến 98%. Khu vực thành phố Thanh Hóa, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ C, độ ẩm từ 60 đến 98%. Khu vực thành phố Sầm Sơn, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ C, độ ẩm từ 60 đến 98%. Khu vực thị xã Nghi Sơn, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ C, độ ẩm từ 60 đến 98%. Vùng biển Thanh Hóa, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5, độ cao sóng lớn từ 1 đến 2 mét. Tiếp theo là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 4 tháng 7. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa rất to, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt.
gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Tây Nguyên có mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm nay và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay của Báo Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!